Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin cập nhật bóng đá Việt Nam và quốc tế ngày 5 tháng 1. Bản tin sẽ bắt đầu với danh sách rút gọn 30 cái tên của đội tuyển Việt Nam sẽ tới Qatar tập huấn và chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2023 sắp diễn ra. Chiều ngày 4 tháng 1, huấn luyện viên Philippe Chuze đã công bố danh sách rút gọn 30 cầu thủ đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Doha, Qatar chuẩn bị cho Asian Cup 2023. Không ngoài dự đoán, 30 cái tên được phù thủy trắng lựa chọn có nhiều gương mặt trẻ được đôn từ đội hình U23 Việt Nam lên. Theo đó, ở vị trí thủ môn, trước lăng ra người Pháp đăng ký 3 cái tên gồm Nguyễn Philippe, Nguyễn Đình Triệu và Nguyễn Văn Việt. Thủ thành Văn Việt là một trong những cầu thủ trẻ nhất của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023, sinh năm 2002. Anh được huấn luyện viên Chuze gọi lên thay thế cho Đặng Văn Lâm. Sau khi trung vệ Quế Ngọc Hải và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh chia tay vì chấn thương, trung vệ Đỗ Duy Mạnh và tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đang phục hồi tốt nên vẫn có tên sang Qatar. Trong khi đó, Hoàng Đức vắng mặt trong chiến dịch vòng chung kết Asian Cup 2023 tới đây vì không kịp bình phục chấn thương. Ông Chuze cho biết trong buổi kiểm tra mới nhất, Hoàng Đức còn đau nhiều khả năng cầu thủ người Hải Dương sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết tháng 1 năm nay. Trên hàng công, huấn luyện viên Chuze đặt niềm tin vào 5 cái tên: Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Tùng, Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Đình Bắc. Huấn luyện viên Chuze dự kiến sẽ chốt danh sách chính thức tham dự Asian Cup 2023 vào ngày 13 tháng 1. Tuyển Việt Nam vẫn còn hạn chót tới thời điểm 6 tiếng trước trận ra quân gặp đội tuyển Nhật Bản vào ngày 14 tháng 1 để thay đổi nhân sự. Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ bay sang Qatar tập huấn vào ngày 5 tháng 1. Ngoài 26 cầu thủ chính thức, huấn luyện viên Philippe Chuze sẽ mang theo 4 cái tên dự phòng. Quang Hải và các đồng đội sẽ có trận giao hữu với Kyrgyzstan vào ngày 9 tháng 1 trước khi bước vào chiến dịch tại Asian Cup. Nhiều nguồn tin tiết lộ thuyền trưởng mới của Thể Công Viettel không ai khác là người quen cũ ông Nguyễn Đức Thắng với bản hợp đồng đến hết mùa giải năm 2023-2024 và sẽ được gia hạn nếu đội bóng có kết quả tốt. Ông dự kiến ra mắt vào ngày 8 tháng 1. Khi đội tập trung trở lại sau kỳ nghỉ, huấn luyện viên Thomas Dooley sẽ trở lại làm giám đốc kỹ thuật. Nguyễn Đức Thắng là cựu cầu thủ của Thể Công giai đoạn năm 1995 đến năm 2005 và đã cùng đội vô địch quốc gia năm 1998 và đoạt siêu cúp quốc gia năm 1999. Sau đó, ông ở lại câu lạc bộ làm đào tạo trẻ một thời gian trước khi sang dẫn dắt đội trẻ của Hà Nội TVT, nay là Hà Nội FC vào năm 2014. Đội Hà Nội B dưới trướng ông Thắng vô địch giải hạng nhất năm 2015 rồi đổi tên thành Sài Gòn FC, nay đã giải thể và chuyển khẩu vào thành phố Hồ Chí Minh. Ở sân chơi V-League, nhà cầm quân sinh năm 1976 đã dẫn dắt Sài Gòn FC ở V-League 2016 và 2017, rồi sang Thanh Hóa năm 2018 và 2019. Năm 2020, ông Thắng dẫn dắt Bình Định vô địch giải hạng nhất. Trong 3 mùa giải tiếp theo, thành tích tốt nhất của Bình Định là giành huy chương đồng V-League năm 2022 và Á quân Cúp Quốc gia năm 2022. Khi V-League 2023 hạ màn vào tháng 8 năm ngoái, ông Thắng quyết định rời câu lạc bộ để nghỉ ngơi 4 tháng, rồi nhận lời dẫn dắt Thể Công trong tình cảnh đội bóng áo lính đang thi đấu không mấy hiệu quả. Hiện tại, Thể Công Viettel mới có 8 điểm sau 8 vòng đấu và đang đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng chung. Đội bóng áo lính chia tay huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh và bổ nhiệm ông Thomas Dooley vào ghế huấn luyện viên trưởng, nhưng không thể nào ngăn chặn chuỗi trận đáng quên khi tiếp tục thua 2 trận nữa trước Bình Định và Nam Định. Với vai trò mới ở đội bóng cũ, huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng có quỹ thời gian khá dài để làm quen nhân sự cũng như lên kế hoạch dẫn dắt khi V-League sẽ còn nghỉ tới ngày 17 tháng 2. Trước đó, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã đạt thỏa thuận với huấn luyện viên Mandong Polking từ cuối năm 2023 sau khi sa thải ông Gong Okyun. Theo kế hoạch ban đầu, cựu thuyền trưởng của đội tuyển Thái Lan sẽ có mặt ở Hà Nội vào ngày 5 tháng 1. Tuy nhiên, do gặp trục trặc về chuyến bay nên ông Polking đã phải lùi lịch đến Hà Nội. Nhà cầm quân mang hai dòng máu Đức Brazil dự kiến sẽ có mặt ở Việt Nam vào ngày 6 tháng 1 để chính thức ra mắt với câu lạc bộ Công an Hà Nội. Theo đánh giá, triết lý bóng đá tấn công của huấn luyện viên Polking khá phù hợp với dàn nhân sự câu lạc bộ Công an Hà Nội hiện có. Ngoài ra, cựu huấn luyện viên thành phố Hồ Chí Minh cũng có sự am hiểu nhất định với bóng đá Việt Nam nói chung và V-League nói riêng. Nếu gia nhập đội chủ sân hàng đẫy, ông sẽ không mất nhiều thời gian để thích nghi và đưa đội bóng này trở lại đường đua vô địch. Một số nguồn tin cho biết ông Polking và nhà đương kim vô địch V-League đã ký hợp đồng ghi nhớ và mức lương được hai bên thỏa thuận lên đến 50.000 đô la Mỹ một tháng, khoảng hơn 1 tỷ đồng, con số kỷ lục của V-League từ trước đến nay. Về tiếp quản Công an Hà Nội, huấn luyện viên Polking sẽ là chiến lược gia thứ 5 của đội bóng ngành công an chỉ trong vòng hơn 1 năm sau khi giành quyền thăng hạng V-League 2023. Trước ông Polking, Công an Hà Nội đã trải qua các đời huấn luyện viên gồm ông Paulo Foani, Flavio Cruz, ông Trần Tiến Đại và ông Gong Okyun trực tiếp dẫn dắt đội bóng. Hiện V-League đang tạm nghỉ để nhường chỗ cho đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup 2023. Đây sẽ là quãng thời gian thích hợp để huấn luyện viên Polking có thể đánh giá cũng như xây dựng chiến thuật cho đội bóng ngành công an theo triết lý cá nhân. Trận đầu tiên của nhà cầm quân sinh năm 1978 sẽ là màn đối đầu với đội bóng cũ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng 9 V-League diễn ra vào ngày 18 tháng 2 trên sân vận động Hàng Đẫy.
Trận đấu diễn ra trên sân nhà công viên Cốc Hoàng Tử đã chứng kiến sự tỏa sáng của hai ngôi sao của Paris Saint-Germain là Lee Kang-in và Kylian Mbappe. Ngay phút thứ 3, Lee Kang-in đã mở tỷ số cho Paris Saint-Germain với một pha lập công tinh tế. Điều này không chỉ giúp anh trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong vòng 3 phút đầu của một trận siêu cúp Pháp kể từ trường hợp của Hatem Ben Arfa vào năm 2005, mà còn thể hiện đẳng cấp và sự quyết tâm của mình. Bên cạnh bàn thắng quan trọng mở tỷ số, Lee Kang-in tiếp tục cho thấy tài năng của mình với một đường truyền quyết định và hai pha đi bóng ấn tượng. Khả năng chuyền bóng chính xác của cầu thủ người Hàn Quốc lên tới 96%. Đồng thời, anh cũng thể hiện sự tinh tế và kỹ thuật trong việc kiểm soát bóng. Với những đóng góp xuất sắc, Lee Kang-in đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trong trận đấu này, đánh dấu một cột mốc quan trọng của sự nghiệp của anh tại PSG. Trước đó, anh cũng đã được vinh danh với giải thưởng bàn thắng đẹp nhất tháng 11 năm 2023 của giải đấu League One. Về mặt cá nhân, siêu cúp Pháp 2023 là danh hiệu đầu tiên mà Lee Kang-in giành được cùng với đội bóng thủ đô Paris. Sự tỏa sáng của anh không chỉ mang lại niềm vui cho người hâm mộ Paris Saint-Germain, mà còn tạo đà rất tốt để cầu thủ này chuẩn bị cho hành trình tiếp theo cùng đội tuyển quốc gia Hàn Quốc tham dự Asian Cup 2023 tại Qatar tới. Sau danh hiệu siêu cúp Pháp, giới truyền thông tiếp tục thắc mắc về tương lai của Mbappe khi hợp đồng với Paris Saint-Germain chỉ còn 6 tháng. Đội trưởng đội tuyển Pháp cho biết anh chưa đưa ra quyết định nhưng đã sớm đạt một thỏa thuận riêng với chủ tịch Angel Lafi. Với thỏa thuận này, Mbappe khẳng định anh và Paris Saint-Germain đều không bị tổn hại nếu như thủ quân đội tuyển Pháp rời sân công viên Cốc Hoàng Tử. Tôi chưa hề đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng tôi có một thỏa thuận với chủ tịch và các bên đều không bị tổn hại trong trường hợp chia tay. Tương lai của tôi không phải là vấn đề nội bộ, bạn phải nghĩ về đội bóng và đặt nó lên hàng đầu, Mbappe nói. Bên cạnh đó, Mbappe cho biết anh sẽ rút kinh nghiệm và sớm đưa ra quyết định tương lai, tránh đi vào vết xe đổ của mùa hè năm 2022. Paris Saint-Germain được cho là vẫn tự tin về việc họ có thể ký gia hạn hợp đồng với Mbappe như những gì họ đã từng làm vào tháng 5 năm 2022. Không có sự cạnh tranh của Neymar và Messi, Mbappe được coi là hoàng tử của Paris. Vì vậy, ngôi sao 25 tuổi luôn được câu lạc bộ ưu ái và có thể có chế độ đặc biệt mà không đồng đội nào có. Pháo thủ thành London cho rằng các trọng tài Ngoại hạng Anh phạt thẻ hành vi phạm lỗi với cầu thủ đối phương, đặc biệt là với tiền vệ Saka còn chưa nghiêm minh. Kiến nghị được Arsenal đưa ra trong cuộc đối thoại thường niên của 20 câu lạc bộ Ngoại hạng Anh với PGMOL. Arsenal đã nhắc lại hàng loạt sự cố để biện minh cho quan điểm của mình. Saka, 22 tuổi, là cầu thủ bị phạm lỗi nhiều thứ ba giải đấu trong năm 2023 với 87 lần sau tiền đạo Yo Ayu của Crystal Palace và tiền vệ Bruno Guimaraes của Newcastle. Mối lo ngại càng tăng cao khi Saka dính chấn thương Asin trong phần lớn mùa giải. Kết quả là phong độ của Saka sa sút, anh chỉ ghi một bàn trong 6 trận ra quân gần đây nhất ở Ngoại hạng Anh. Kiến nghị từ Arsenal được huấn luyện viên trưởng tuyển Anh Gareth Southgate nhiệt tình ủng hộ, bởi ông cần Saka hoàn toàn bình phục để dự Euro mùa hè này ở Đức. Huấn luyện viên Mikel Arteta cũng đã nhiều lần lên tiếng về việc Saka không nên chỉ dựa vào trọng tài, anh cần phải tự bảo vệ bản thân trước các pha vào bóng thô bạo của đối phương. Thông tin vừa rồi cũng đã là thông tin cuối cùng của bản tin bóng đá ngày 5 tháng 1 của chúng tôi ngày hôm nay. Mọi thông tin về bóng đá Việt Nam và bóng đá quốc tế sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục trên Facebook và YouTube của Bóng Đá và Đời Sống. Các bạn hãy follow, like và subscribe để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.